Đức tin là điều ở trong lòng người Có một ngôn ngữ kinh thánh mà Chúa Trời dùng để cứu rỗi linh hồn chúng ta Để mà tạo dựng chúng ta, đón xét chúng ta đoán xét chúng ta và cai trị chúng ta. Đó là ngôn ngữ kinh thánh. Đó cũng là ngôn ngữ của tâm lòng. Đức tin là vấn đề trong lòng người. Nhưng nó khác với ngôn ngữ của ngày hôm nay. Là ngôn ngữ mà chúng ta dùng để nói xấu để ra lệnh và để làm chính trị và ngay cả để hát những bài nhạc và nói chuyện với con cái mày hãy cút ra đồ ngu ngốc chúng ta không có ý thiệt tình như thế nhưng lờ ở trong lòng là có ý thật tình đây là vì sao ngôn ngữ của chúa Trời là lờ của tấm lòng ngôn ngữ của kinh thánh là lờ từ tấm lòng nhưng còn bạn thì không có ý thật tình như vậy người ta không còn phân biệt đâu là ngôn ngữ hôm nay và ngôn ngữ của kinh thánh người ta dùng ngôn ngữ ngày nay để cầu nguyện đó là vì sao bất cứ điều gì họ nói trong sự cầu nguyện họ không hoàn toàn thành thật muốn như vậy ý như vậy và những gì họ nhận được thì không lâu dài bởi vì lời nói của họ chỉ là qua lo. Hãy vào lòng con, hãy vào đời sống con, hãy cứu con, con là tội nhân. Hôm nay con sẽ xưng nhận Ngài là Chúa cho suốt đời của con. Nhưng qua ngày sau thì các bạn thấy họ ở, có mà ở một nơi khác. Tự do hôm nay, ngày mai thì lại thành nô lệ. Hôm nay bạn thấy sự chưa lành, bạn nói, Ơ, à, lại Chúa hãy cứu con, hãy chữa con, con sẽ dâng đời sống của mình cho Chúa. Bởi vì những gì bạn nói bằng miệng không có ý thiệt tình ở trong lòng. Vậy, chúng ta sử dụng ngôn ngữ của ngày hôm nay để cầu nguyện, để cố vắng, để tiên tri. Có những nhà tiên tri nói ngày mai sẽ mưa, nhưng rồi không có mưa. Bởi vì họ không không có ý chân thật ở trong lòng, không nói từ tấm lòng. Đức tin là đều ở trong lòng người. Thì lời Chúa chờ ở trong lòng các bạn, nó sẽ giữ gìn lòng bạn khỏi muốn phạm tội. đó là lời của đức chúa trời các bạn cần lời của đức chúa trời ở trong lòng để đem chúa giêsu đến sự hiện trường hiện diện bạn không thể nói trong danh giêsu và mong chúa giêsu có mặt khi mà những gì bạn nói thì không đến từ tấm lòng, thì bạn không có ý chăng thật. thì bạn nói trong danh Giê-xu, lạy Chúa, lạy Chúa, lạy Chúa Jesus, ban cho con cái này, ban cho con cái kia, nhưng thật sự thì không đến từ trong lòng, thì làm sao bạn muốn Chúa đến có mặt được? Chỉ có lời của Chúa ở trong lòng mới mang sự hiện diện Chúa Jesus có mặt trong hiện trường. Nếu lời Chúa chờ từ tấm lòng mà ra, nếu lời Chúa chờ từ tấm lòng mà ra thì nó là sự hiên diện Chúa chờ sống động của quyền năng thiên liêng đó mà chữa lành giải cứu cứu rỗi linh hồn. Nhưng nếu lời nói không đến từ tấm lòng thì bạn đang tự nói với mình. Bạn đang nói những lời ngôn ngữ của ngày nay. Nếu lời này không xuất phát từ tâm lòng thì nó không thể ảnh hưởng đến nhân cử chỉ và nhân cách là xuất phát từ tấm lòng thay thế sự hiện diện của Đức Chúa Giêsu là đáng không thấy được. Sự suy si gẫm là Chúa chờ là sự thăm viếng cùng với Chúa chờ. Giêsu, Giêsu, Giêsu. Sự suy si gẫm đó đến từ tấm lòng là sự thăm viếng với Chúa Giêsu bạn trở thành một phần tử có lời Chúa chờ bằng cách suy si gặm tĩnh tâm tình nguyện Tử suy si gặm tình nguyện sẽ đem đến sự cải thị tiếp tục suy si gặm lặp đi lặp lại ở trong lòng hãy định vị con vợ sự thương xót của ngài là chúa giêsu hãy cắt bớt tính xác thịt của con và cho con chúa nhiều hơn cho con sự trung tính Ngài nhiều hơn, cho con nhiều hơn sự văn lời của Ngài, nhiều hơn sự uh, trong sạch, thánh khiết, lại chùa. Điều gì sẽ ngăn cản chúng ta? Đó là con người bản ngã tự nhiên của chúng ta. Một sự xung đột không ngừng giữa xác thịt và tâm linh. Một sự vật lộn giữa đức tin và nghi ngờ. có lúc bạn nói với mình tình nguyện xin hãy định vị con bởi sự thương xót của ngài xin hãy cắt bớt con nhưng có lúc thì bạn tự hỏi ô bây giờ mấy giờ rồi bạn bỏ quên sự suy gặm suy niệm của mình rồi bạn chơi lại xin hãy cắt bớt con vào cho con chơi nhiều hơn rồi một lát sau bạn nói ai xin ông có thể giúp tôi làm cái này à, 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 à. rồi bạn đã quên sự suy nghĩ niệm của mình một sự vật lộn giữa đức tin và nghi ngờ một sự xung đột không ngừng giữa xác thịt và tâm linh bạn cần phải đem những sai lầm của mình những vấp phạm của mình những tội lỗi của mình trước quyền quyết máu của chúa giêsu -xu. Trước khi Chúa Thánh Linh dạy bạn cầu nguyện, tội lỗi chỉ có thể bị cắt bỏ bởi sự an năng. Nếu Đức Chúa chờ đến hôm nay thì lòng bạn là điểm kết nối. Nhưng hiện tại trong lòng bạn có một sự xung đột không ngừng nghỉ, có một sự uh, chặn chiến trong lòng. Lòng của mình đang nói gì về mình chính là mình đó vậy hãy lắng nghe tấm lòng của mình nói khi bạn thức dậy buổi sáng và bạn muốn đi đâu đó thì hãy lắng nghe tấm lòng của mình lòng của bạn sẽ cho biết nên đi hay không đi tấm lòng là nơi để suy niệm suy gẫm bạn đã sống trong quá trình suy nghĩ chứ không phải trong quá trình suy niệm bạn đã sống đã và đang sống trong quy trình suy nghĩ thay vì trong quy trình suy gẫm có một sự khác nhau sự suy gẫm là về chúa chờ nhưng còn suy nghĩ là về những nan đề à, tình trạng của các bạn người ta có thể thấy bạn là một người nghèo nhưng lòng của bạn cho biết bạn là người vĩ đại thật sự bạn là người rất vĩ đại amen tấm lòng có nghĩa là chân thật Muốn như vậy, có ý thật tình như vậy. Tấm lòng có nghĩa là thật tình, chân thật, ý như vậy. Bất cứ điều gì đến từ tấm lòng là chúng ta thật lòng như vậy, nghiêm túc. Đó là lý do mà mỗi, mỗi khi tôi kêu các bạn cầu nguyện, tôi dặn hãy thật lòng. Thật lòng có nghĩa là nơi đó không có sự nghi ngờ. Nói một cách thành tâm có nghĩa là không có sự nghi ngờ thành tâm chân thật trong những gì lời mình nói ở bên trong lòng nói với chính mình bằng những bài hát thánh ca những lời nhạc thiêng liêng những âm điệu ca ngợi ngay bây giờ chúng ta được tạo dựng nên để giữ tấm lòng chúng ta bận rộn với đức chúa trời để tấm lòng tiếp tục ngỡ khen chúa trời đó là Mục đích chúng ta đã được dựng nền. Lòng chúng ta phải bận rộn ngỡ khen Chúa chờ. Ban đầu có vẻ sẽ khó khăn. Ban đầu bất cứ việc gì cũng rất là khó khăn. Nhưng sau một thời gian thì nó sẽ trở thành một phần của trong mình. Hãy giữ tấm lòng, giữ tấm lòng bận rộn ngỡ khen Chúa chờ trong danh quyền năng Jesus Christ ta truyền lệnh ra khỏi cơ thể của bà này và máu của bà này hãy đi ra trong danh quyền năng Jesus Christ hãy đi ra trong danh quyền năng Jesus Christ Ngươi là ai? Hãy nói ra Ngươi là ai trong cơ thể này? Hãy nói ra Ngươi đã làm gì cô ấy? Hãy nói ra người ma quỷ Người là ai? Hãy nói ra Ma quỷ nói đó là tà linh người chồng Hãy đi ra khỏi người đàn bà này Trong danh quyền năng Jesus Christ Trong danh quyền năng Jesus Christ Cô đã được tự do ngỡ khen danh chúa chờ khi con chúa chờ làm bạn được tự do thì bạn thật sự được tự do hãy à, đứng dậy lên madam hãy à, tháo cái bằng ở dưới cổ chân rồi Cette femme qui souffrait d'arthrose après reçu la prière de l'homme de Dieu, elle a été On enlève todas las brassières y las genouillères qu'elle porte, las chevillères. Continúen de regarder vos écrans. Vemos como ahora se le está removiendo todo soporte. Ella acaba de recibir su liberación y su sanidad bajo el poder de Dios. Y ahora camina libre para la gloria de Dios. The ankle brace has been removed and you can see I'm walking smartly right now. now.